Đàm Vĩnh Hưng và lời thách thức ngông cuồng ở tuổi U50. Không chỉ có những ngông nghênh kiêu hãnh, lời thách thức mà Mr. Đàm gửi tới các ca sĩ trẻ còn mô tả chính xác nhất về con người cũng như tính cách của anh. MV Hello vừa ra mắt của Mr. Đàm đã lập tức gây bão theo đúng phong cách của anh, hoành tráng ồn ào nhiều màu sắc, chất lượng và không bao giờ thiếu những câu chuyện bên lề. Đàm Vĩnh Hưng là vậy, ra sản phẩm theo kiểu đại trà, tung MV trong lặng lẽ chưa bao giờ là lựa chọn của ngôi sao dị nhân này. Hello lần này cũng vậy, đi kèm với những màn xuất hiện choáng ngợp của dàn sao trong và ngoài nước. Kỷ luật về lượng view sau vài ngày còn là tuyên bố không đụng hàng của Mr. Đàm, sẵn sàng chấp các ca sĩ trẻ, người cùng thời và cả những người nổi tiếng trước tôi. Dù đã quá quen với độ ngông của Mr. Đàm, nhưng lời tuyên bố của anh vẫn khiến không ít người giật mình. Có điều xét cho cùng thì trong showbiz, nếu ai có đủ tự tin và đủ khả năng vỗ ngực xưng tên theo kiểu đó, thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ là ứng cử viên duy nhất. Những người không thích Mr. Đàm sẽ liên tưởng tới vô số điều xấu xí phía sau tuyên bố ồn ào đó của anh, từ chuyện đố kỵ ganh tị với đồng nghiệp khác, cho tới tính bon chen ngông nghênh hay thậm chí là chiêu trò gây chú ý. Nhưng nếu nhìn nhận mọi thứ bằng một con mắt thật công bằng, thì có lẽ Đàm Vĩnh Hưng đáng được nể trọng hơn là mỉa mai chê bai. Cứ nhớ rằng, người vừa đưa ra tuyên bố đó là một nghệ sĩ U50 lứa tuổi mà nhiều người đã chuẩn bị từ giả sân khấu trở thành cụ ca sĩ, cụ diễn viên. Nhưng cũng ở độ tuổi đó, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài lao động, miệt mài sáng tạo và không ngại ngừng cạnh tranh với những đồng nghiệp chỉ bằng nửa tuổi mình. Đàm Vĩnh Hưng đáng nhận được sự tôn trọng với tư cách của một người nghệ sĩ. Khái niệm cạnh tranh chưa bao giờ là xấu xí. Nếu như người ta cạnh tranh một cách công bằng và sạch sẽ, showbiz này đã bao giờ tồn tại, thứ khái niệm nhường nhịn hay chưa? Có lẽ là chưa, nhưng để thẳng thắn nói ra mình đang cạnh tranh cùng người khác thì rất hiếm. Ngoài những dị nhân như Mr. Đàm, có mấy ai chịu thừa nhận về điều này, trong khi họ vẫn âm thầm lao vào hết cuộc tranh giành này tới tranh đấu khác. Showbiz không có chỗ nào cho những kẻ không biết chiến đấu và chiến thắng. Chỉ riêng sự thẳng thắn đó của Đàm Vĩnh Hưng cũng đủ để người ta nhìn ngôi sao này bằng một con mắt khác. Ngông cuồng ư, anh ta đủ vốn liếng để làm điều đó. Cạnh tranh ư, anh ta tự tin và thẳng thắn thừa nhận mình đang bước vào cuộc đấu tranh trong nghệ thuật. Và tranh đấu một cách công khai đẹp mắt, không cần che đậy hay giấu giếm sau những ngôn từ hoa mỹ. Anh ta tranh đấu với đồng nghiệp khác bằng khả năng, tâm huyết cũng như sự đầu tư bài bản, một thứ tranh đấu cực kỳ cần thiết cho showbiz chứ không phải lèm nhèm kiểu đua nhau chiếc áo chiếc quần. Người ta vẫn hay choàng cái áo hám danh, ganh ghét lên sự tranh đấu của người nghệ sĩ mà không hề biết rằng những sự đấu tranh không khoan nhượng đó mới mang tới cho nghệ thuật những tầm cao mới. Mr. Đàm có thể đáng yêu hoặc đáng ghét trong mắt nhiều người, nhưng anh ta là một mẫu nghệ sĩ cực kỳ đáng nể. Vì điều gì ư? Vì sự tự tin và khao khát cống hiến chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vì cách cạnh tranh mạnh mẽ và thẳng thắn như một chiến binh. Hễ nhìn vào cách Đàm Vĩnh Hưng tự tin, thách đấu cùng những nghệ sĩ trẻ, người ta sẽ thấy rất nhiều điều giấu phía sau cái ngông nghênh đặc trưng kia. Chưa bao giờ và chưa khi nào Đàm Vĩnh Hưng đặt mình lên một vị trí cao vời để bàn quan với mọi tranh đấu trong showbiz. Tay nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao của vinh quang, gần hai thập kỷ đó vẫn lao động tranh đấu mỗi ngày, chứ chưa bao giờ cho phép mình được buông thả hay nghỉ ngơi. Đứng trên góc độ nghệ thuật lẫn góc độ con người, thứ tâm thế đặc biệt đó của Đàm Vĩnh Hưng xứng đáng nhận được sự tôn trọng, thay vì châm biếm hay mỉa mai. Có thể ai đó sẽ không hài lòng khi nghe những tuyên bố ngông nghênh của Mr. Đàm, nhưng nếu nhìn xa hơn và công bằng hơn, họ sẽ thấy điều đó là chính xác. Ít nhất tại thời điểm này, cái bóng của Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang bao phủ làng nhạc Việt, và những lời thách thức mà ngôi sao này đưa ra ở chừng mực nào đó sẽ góp phần làm showbiz chuyển động tích cực hơn. Muốn hạ bệ một ông hoàng, người ta sẽ phải chiến đấu và chiến thắng. Ở lãnh địa của nghệ thuật này, những tranh đấu bằng âm nhạc hay giải thưởng hay sự công nhận của khán giả, tất cả chúng ta sẽ làm nên diện mạo mới cho làng giải trí. Chính bởi vì showbiz này vẫn luôn cần có những kẻ thách thức như Mr. Đàm, những kẻ thách thức đủ tự tin, đủ tài năng và đủ ngông nghênh để trở thành mục tiêu vượt qua phần lại của họ.